Chúng tôi xuất hiện ra với chúng tôi video thông tin của nhóm. Hồi thế này phong này cứ nhóm nâng màu chảy một lệch chúng tôi đọc nhóm vì vì thị xác nóng ca cắt to video nó không tù sắp đầy bọn nhóm nhóm nhóm. Đói xa tại ở tận môn nhóm ăn phơi video thì tôi tới chúng tôi nâng ca chắp ra phơi YouTube nóng chẳng phí bọn và phơi mùi và hãy nhóm ăn dạy thà. Nên là khi mình đặt smartphone mới cứ nên là ai cắt to video, record video hay post cho nóng YouTube bán thầy và cứ ai chắp ra YouTube bán tại mặt đồng. Đói mình đặt smartphone mùi và hay miền khi dân gọi xua ra ta dân thuê giang mít để cắt to video hay dân ra cầm thì ấy không ca cắt to video bà đối với này bà không video đấy cứ miền chủng loại chẳng ngoài chẳng nào bà chơi là mấy cũng ai khát cái vú dân từ mới ngọt khen gì bà chẳng dân mà mới cầm thì đại nhóm ra ngay đi bà chúng mua thà khép khát bà chúng mua đặt khép khát đại nhận ngọt khen ai từ đó link download app mua đi và chúng ta khép khát nắng nếu không nong ở video description phải nhom mà vì ở chỉ app mới free, xem rap tăng pi tăng đóng app store có miễn, play store có miễn, xem rap nhập ra android có miễn, ios có miễn mà chơi nhom chỗ khép khát tăng đóng mà anh ấy cứ chiều video pi để nhom ăn record cả pin sơn bên dẹt tông tới chúng mua nâng cắt vừa youtube short mà lỡ cứ nhom xong lục video cháu anh ấy project chắc phải nhom mà cứ nhom lục project chắc nhom cháu tăng đóng mà nhom chơi tục video hay nhóm chọn lựa việc create new project tạm đó mà nhóm chọn lựa việc new project hay các bạn biết cái nhóm spiral video để nhóm chọn đại trộn bài chấm copy một sơn mình nhấn cứ nhóm ban record à cái này đi bà cứ anh ấy cứ video để nhóm ban record môn kỳ toàn mà tiệt toàn chấm á chấm nhóm xong do video tìm mùi phải nhóm rơi mùi nè cái này ai do tặng off tặng check có bán này bà vậy bay buồn ram cho do tặng off có bán rưỡi cỏ này khi vô tầm muối hay này khi chấm e tam coi của bạn này ta lấy nhóm xong vô tặng ở tầm đó mà nên khi chụp video để nhóm trong vô màu bị điện bản cho nhóm chụp vô rụng tặng ở hay chụp lớp bịa à càng cao đi vậy chụp bịa thả e này e chấm luôn đọc môi video dễ mà nhóm chụp e tầm đó chắc này khi rong trăm điểm phải là vì một bông lột ở dưới hết đôi để này khi bán khơi nó cứ chụp anh ấy chụp frame tìm mùi phải nhóm mà chắc nhóm ai chụp play sẵn là bỏ bàn mà đây bạn ngày nay cứ nhôm đang nôm này nó khi mà tam chỉ vật bọn nhôm nơi ngày trong sập ra bạn ngày trong sập ra nó thay với nhôm nhôm thui kha đầu na kha đang thui kha đầu bị lệnh nghỉ bạn trương dương từ mười nó khi tam đo bạn ok lâu này nó cái ban khơi nhé cái nhôm đắp đáy nó cứ nhôm trong ban transition nhôm trong ao cái này nó cứ cắt tàu frame xin đi đó cắt tàu video nâu mục sự bên eleven đẹp lòi chứ nhôm chơi lơ frame video phải nhớ đấy đôi nhà khi đang khơi nó cứ nhôm chơi lơ video phải nhớ chỗ hai đứa nhà khi mà khởi hành cầu nó cứ miếng thép cho ra mình đèn kẻ tôm tôi chỉ muốn cậy đít ấy xem xem chứ anh chứng lại nó cứ dương vô cắt bà khi nhung xong cắt bìa như này lấy nhung chuyện lại anh cắt hai hái lấy nhung chuyện khi nhung ai bật viên cho bạn vậy ông bay mấy khi nhung ăn cắt ok xong tôi bà khi nhung xong tôi lọ vĩnh như này cái này đã đây bà cái này đấy cứ nhung chọi lơ cái này chặt rồi đấy nhung chọi bị split bà hay nhung chọi lơ cái này nè ông bay máy cứ nhung chọi scroll hàng cầm như thế đó bay break frame hay như ai khơi chơi đó còn tay lớn thì cứ nhung lục cái này nâng chào đẹp đó ok lớn nhung ăn lục hay chứ nè kêu chăm mười nè chân dương từ mười nó khen tam đo mà ok cái này nếu nhung ăn cắt hết chứ nhung màu mà frame mới tiết cứ frame nào hàng mục 7-11 bà và một lần ok lỡ nhận đo cả lại nick nhóm xong cắt đây bà và một ok và ok cả lại nick nhóm xong cắt cả lại cháu đấy cứ nhóm chạy lên bị split bà chạy lên bị split nhóm chạy lên rụng nắng hay chạy lên bị rụng nè bà delete kinh chạy delete ok lỡ như ảnh một lần như tụi mình lại xem tiếp nhôm màu chuột 7-11 đấy bà 7-11 bà xin chỉ nấu khi mà vẫn cứ đuôi nó hàng từ nơi mua nhưng mà cứ miên robot cục giang mà chân nhôm đang chuột 7-11 ta mơ nó không nông 7-11 miên robot khác luôn miên robot khác nhám bà chân dương tụi mình nó kia tại mà bà ok lại này cứ nhôm ban cắt trong lại biết là tại mà đo lớn dương tụi mình đang không tại mà đo chân nhôm cắt bây giờ này ok tại mà đo bà ok, tạm đoan bạn chẳng nhóm xong cắt cái này cho cắt về đấy, cái nhóm chơi split dân bà chơi split hay cái nhóm chơi lưu, à cái này dương bán cắt cho là bấy mấy nữa hay dương chơi lưu bịa cái này nè à, chơi lưu thông xong ràm dương từ mươi nó kia tạm đoan bạn
ពេលចូលក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអីខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំបានបន្តទៀតបាទថាពេលខ្ញុំជួងកន្លែងនេះបាទគឺខ្ញុំចង់កាត់វាចោលដែរខ្ញុំចុច split ហើយខ្ញុំចុចលើអាកន្លែងដែលខ្ញុំបានកាត់វាមិនមែនខ្ញុំចុចលើពាក្យ delete បាទអញ្ចឹងតែម្ដងបាទពេលចូលក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអីខ្លាំងខ្លាំងទេគឺខ្ញុំនឹងកាន់ទូរស័ព្ទបង្ហាញតែរបស់ដែលលក់នៅក្នុង 7-Eleven តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាទអត់ឮសំឡេងអីក៏កុំភ័យកុំបារម្ភអីបាទណាចុះមុនទៅពាក់ម៉ាស់សិនបាទចុះយើងចូលក្នុងតែម្ដងខ្ញុំពាក់ម៉ាស់បាទមុនចូល 7-Eleven នៅថៃនេះគឺយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់បាទអូខេអ្ហ្មងមិញគឺខ្ញុំបានពាក់ម៉ាស់ហើយខ្ញុំអាចដើរចូលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពាក់ split ដែរគឺខ្ញុំខ្ជិលឲ្យវាវិញបាទខ្ញុំចុចលើពាក្យ delete បាទអានេះគឺជាទេសភាពនៅខាងក្នុងរូបភាពដែលថតនេះគឺរបស់ដែលបានលក់នៅខាងក្នុង 7-Eleven បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចកាត់វាកន្លែងណាដែលខ្ញុំគិតថាវាអត់សំខាន់ណាទី1គឺអ្នកនរគ្នាមិនត្រូវអាកន្លែងណាអត់សំខាន់គឺកាត់ចោលតែម្ដងបាទកុំឲ្យវាវិញពេកឥឡូវ process នៃការថតរបស់ខ្ញុំគឺជាទូទៅខ្ញុំថតបែបថាខ្ញុំថតទូទៅជាមុនសិនបាទខ្ញុំថតគឺខ្ញុំថតកន្លែងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំយកចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃដូចអ្នកគ្រាមពឹងកំពុងឃើញខ្ញុំកាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់សិនខ្ញុំអត់តន់ focus លើសំឡេងទេគឺខ្ញុំកាត់តើ frame ណាដែលខ្ញុំចង់បាន frame ណាដែលខ្ញុំមិនចង់បានសិនបាទអាហ្នឹងគឺជា process នៃការធ្វើការរបស់ខ្ញុំណា11មិញគឺអូខេឥឡូវគឺចប់ហើយគឺខ្ញុំចេញពី 7-Eleven ហើយខ្ញុំចូល 7អូខេកន្លែងនេះសុំកាត់តែម្ដងបាទព្រោះយើងអត់ទាន់ចេញអីជួយ delete បាទមិញគឺខ្ញុំចូល 7-Eleven មិញគឺទិញបានអីគេចុះហួយកន្លែង ending នេះគឺខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំសុំលុបវាតែម្ដងខ្ញុំខ្ជិលដាក់ ending បាទជឿទៅអីមុនខ្ញុំ ending គឺខ្ញុំជជែកថាតើខ្ញុំវីដេអូនេះគឺបានបញ្ចប់អីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើអាវីដេអូបញ្ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវារៀងបាក់ដែរអញ្ចឹងបាក់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាឥឡូវការកាត់របស់យើងគឺដូចចប់ហើយឥឡូវយើងមក focus សំឡេងបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយបាទសំឡេងគឺជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចតឡើងសំឡេងបន្ថយសំឡេងតាមរបៀបនេះបាទគឺអ្នកគ្នាចុចលើរូបរបស់យើងហើយអ្នកគ្នាចុចលើពាក្យថា volume បាទក្រោយមកទៀតអ្នកគ្នាអាចនេះពេលអ្នកគ្នាវាអូឡើងលើចេះគឺសួស្ដីបាទថ្ងៃនេះគឺសំឡេងយើងនឹងឡើងមកតាមសួស្ដីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសំឡេងយើងនឹងចុះបាទមកតាមជីវិតរបស់សួស្ដីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាមកតាមអញ្ចឹងបាទសំឡេងផងអ្នកនរគ្នាអត់សូវឮល្អអ្នកនរគ្នាអាចចុចបន្លំសំឡេងអីតាមនឹងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម add អាកន្លែងនេះបាទពួកអាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមកន្លែង volume ខ្ញុំសូមបិទសំឡេងតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមបិទសំឡេងតែម្ដងពួកអស់នេះបាទចាំខ្ញុំ insert បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំបាទអានៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាអាចរកបទចម្រៀង free free ហើយអ្នកនរគ្នាអាចមកបន្ថែមសំឡេងចម្រៀងយើងនៅក្រោយក៏បានដែរបាទអេបនេះឡើងបិទសំឡេងអស់ហើយទីទៀតខ្ញុំនឹង insert បទចម្រៀងបាទនេះអ្នកគ្រាចុចលើពាក្យ sound ក្រោយពេលអ្នកគ្រាចុចលើពាក្យ sound អ្នកគ្រាអាចជ្រើសរើសអីបទចម្រៀងផងអ្នកគ្រាបានអ្នកគ្រាអាចថា import from device បាទគឺអ្នកគ្រាយកបទចម្រៀងដាក់ចូលបានបាទក៏មិនតែខ្ញុំសូមប្រាប់ថានៅពេលដែលអ្នកគ្រាដាក់បទចម្រៀងនៅក្នុងYouTube បាទអ្នកគ្រារកបទចម្រៀងណាដែលអត់មាន copyright កុំឲ្យយកបទចម្រៀងដែលល្បីល្បីអីនោះមាន copyright មាន copyright ពិបាកហ្មងដូចជាអីបទចម្រៀងនេះដូចជាបទចម្រៀងដែលមាន copyright ដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដូចចប់ហើយគឺដល់ត្រឹមកន្លែងចំណុចនេះបាទហើយក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលអ្នកគេចង់ export ងាយងាយបាទអ្នកគេចុចលើពាក្យខាងលើនេះបាទហើយអ្នកគេចុចលើពាក្យ export តែម្ដងចុចលើពាក្យ export ពុកវានឹង export ហើយកុំលងពេលវា export អ្នកគេហាមចុច lock screen បាទហាម lock screen ដាច់ខាតបាទកុំឲ្យ lock screen ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុចលើពាក្យ export តែម្ដងបាទអញ្ចឹងហាម lock screen ដូចអ្នកគេដូចវាបានប្រាប់បាទ video being exported keep CapCut open and don't lock your screen កុំឲ្យចុចបិទហើយកុំឲ្យចុច lock screen នេះសោះបាទគឺបើកវាចោលយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះក៏ដូចមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយរបៀបកាត់តរបស់ខ្ញុំបាទងាយងាយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលអ្នកគ្នាប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងយើងនឹងសួស្ដីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាមកតាមជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍បាទតើថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍នៅថៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអីខ្លះទៅណាខ្លះនឹងធ្វើអីខ្លះនៅពេលល្ងាចបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលអ្នកនរគ្នាតែម្ដងបាទមុននឹងយើងទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំមកជោគ 7-Eleven តិចបាទ 7-Eleven បើសិនជានៅខ្មែរយើងគឺដូចនៅហាងទំនើបមួយយើងបាទគឺមានរបស់គ្រប់យ៉ាងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជោគ 7-Eleven តើមើលនៅក្នុង 7-Eleven មានរបស់អីខ្លះលក់មានរបស់អីខ្លះញ៉ាំបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលអ្នកនរគ្នាតែម្ដងបាទ
vì chỗ không đang bằng nhôm ắt hiền dễ ấy khang khang đấy cứ nhôm đang cắn tụ sắp và hai anh tài là bỏ đại lụa nó không 7-11 tài bằng nó bà chẳng nên là kia và ắt lưu xung linh ấy có cùng phê cùng và rõm ấy bà chẳng muốn tớ biết mắc sân bà chẳng nhưng chỗ không đang đó mình cứ nhôm cho 7-11 mình cứ tinh bàn cái cho cuối chúa ở chế lễ hai chúa môi năng sẽ đẩy đầy và sẽ đẩy đầy phòng là nó hay năng tinh tật và chờ chúng ta ngay nếu cứ nhôm màu nâu không cả lại mà đông nhân thuê ca và nó bằng cõi ní hai nhông ngay nếu cứ miên bầm non do ở camera nhóm mặt hot hot rút phía bà nhóm đai hot rô concept ấy thamay thamay đầm bay lụa cho nó không sạt được stock bà, làm bây giờ lụa không sạt được stock, chẳng nhung màu đá thọ rụng bà, ngày trong sập đá, bề khá tới nhung đá thọ rụng, đá thọ mà đá tới cứ nhung rụt bà, bề rồi bề nghĩ cứ nhung rụt nơi trung vinh cả lại nhung thời ca nè, chẳng ngày nấy cứ nhung mà thọ rụng bà, ngày chẳng duyên tới thọ rụng nó kia mà, bà ngày ngày nấy cứ nhà cái bang khơi cứ nhung đang thọ bộ à, rụng chiết bộ ជាភាពអីចឹងខ្ញុំថតយកទៅដើម្បីដៃខាត់នៅក្នុង lạc bia có sáu sáu đây mới tới cái miền pattern mình ấy giống như anh thọt bàn chứ nhóm bàn to cả thọt điện nhé.